Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, bây giờ Phi Phi đi tìm cô Diệu, thì Phi Phi sẽ tới nhà của cô Diệu để gặp và đọc bàn một số công việc với cô, chẳng hạn như giấy tờ và công việc đó quý vị. Mời quý vị cùng đi với Phi Phi vào bên trong trò chuyện với cô Diệu nhé. Xin mời. Chưa khô đâu, nó dày nè. Thì cô phơi khô, nhiều đó, cô phơi khô cô bán. Cô bán mấy tiền đi. Uống ạ. Nếu như mà chị ấy cho, cái để gì mà nó rụng uống lắm. Ồ, trái đây khô rồi mà nó cũng uống luôn. Nhựa nó héo đó con. Nó héo nó hết rồi. Hết rồi, nó mùa rồi. Nó mùa rồi, con Diệu ạ. Hết mùa. Hết xuống đất. Đúng rồi. Xong cô lượm cô phơ. Cô phơ. Cô đem ra đó cô bán. Cô nhớ ngày xưa ở Việt Nam mình á, cái con này nè. Ở Việt Nam mình mà mấy ông thuốc bắc á, mà ông bỏ táo tàu á, nhớ không? Ừ. Đó, ăn thần mà khỏe, ngủ không được. Ra đây nè không? Là cái táo tàu này nè. Dạ, hôm nay cô không có ăn. Cô phơ cô để dành, cô bán rồi không? Ừ. Hôm nay cô không có ăn. Ừ. Chào chú. Dạ, chú khỏe không chú? Cẩn thận đó cô. Không có dám mà té đó cô, đi xuống đi. Cái đó mềm lắm. Cái xuống đây cô. Trái bong bóng á, nó mới cứng. Nó rớt ở đâu ta?
Sao hôm nay thấy buồn buồn vậy, có khỏe không? Tại vì bữa nay kiếm được cái gì? Có tiền hả? Bữa nay kiếm không được cái gì hết. Có khỏe nào mà cũng có gì. Ủa bữa giờ có ai gọi điện cô bói cho cô không? Có một cái con cây bói tiểu bang khác nó không trả tiền vậy. Sao kỳ vậy? Nó gỡ, dạ quý cô chú bác ơi, quý anh chị em ơi, ai gọi điện cho cô Diệu coi bói á, cô Diệu nói là chưa nhận tiền. Giờ sao? Giờ làm ơn làm phước gửi tiền cho cô Diệu nha, chứ đã nghèo rồi. Để nói ăn xong mình nói, xin lỗi, nó ngon quá à. Cô Diệu đã nghèo rồi, Phi Phi tới giúp cho cô Diệu, tạo cái điều kiện để cô Diệu có khách. Mà quý vị coi online, coi từ xa, coi qua điện thoại, coi qua FaceTime đó, coi bao nhiêu quẻ luôn á, 4-5 quẻ gì luôn á mà chưa gửi tiền. Thì quý vị mà coi cái video này làm ơn làm phước, coi như là giúp đỡ hỗ trợ cho người nghèo đi. Đó cũng là cách giúp cho cô Diệu có công ăn việc làm đó quý vị. Chứ bây giờ đi làm, sức cô Diệu đi làm biết làm nổi không, mà nghề coi bói có sẵn rồi. Nghề coi bói có sẵn rồi quý vị. Làm coi nhẹ nhàng mà có đồng ra đồng vô. Cái cô đó tên gì? Cô Diệu. Có nói tên không? Không. Không nói tên hả? À, thiệt tình vậy luôn, coi rồi không hỏi tên hả, tuổi gì hả? Nha quý vị nha, còn ai coi bói thì cứ gọi điện cho số của cô Diệu. Chắc xăm. Đọc lại. Dễ xăm. Ừ, coi bói rồi xăm nữa. Cô Diệu đọc lại số phone đi. 657 377 9443. Dạ, đó là cái số phone rồi quý vị, ở cái tiểu bang xa mà muốn coi bói á thì gọi điện cho cô Diệu coi ha. Cô Diệu bấm quẻ rồi coi bài rồi coi tướng rồi coi xăm nữa, cho nên là ủng hộ cô Diệu nha quý vị nha. Rồi gọi cho cô Diệu xong mà cách gửi tiền gì là tự giải quyết với cô Diệu. Kể giúp cho cô Diệu có công ăn việc làm quý vị. Có thêm một ngày mà 2-3 khách như vậy cũng được, nhiều khi khách họ thảo thảo á, cái họ coi hay trúng họ cho cả 100 đồng luôn á, chứ mấy đâu nhiều khách họ cho nhiều tiền lắm. Còn không có thì 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng gì thì cũng tốt thôi. Đúng không? Có tạ là quý rồi. Nhìn vô trong này chút cho mình nhìn lại nha cô Diệu. Wow. Coi cái màn lưới của cô này, bữa giờ cô còn mũi không? Hết mũi rồi. Không có vô được nữa. Cửa nào nữa mà vô? Hết mũi cắn rồi. Ừ. Wow. Cổ làm cái dưới này rồi nè các bạn. Đó cho nên là chỉ cần mở ra cái là đẩy. Là mở ra cái đóng lại là nó tự động nó hít luôn à. Ừ. Đã không? Sướng ha. Giờ bấm lên quẻ nữa được không? Ngon quá quý vị ơi, táo nó vừa ngọt ngọt chua chua. Có nhiều người họ thích ăn vậy nè, ngọt quá họ không thích. Mà con ăn thì cái nào cũng có cái mũi cái vẻ ngon, con ăn cái nào cũng thấy ngon hết. Chua chua ngọt ngon, cưa nhiều hơn ngọt. Cái táo chị ngon lắm. Ai hết đi chứ để lụng. Giờ này sao thái? Táo mà trẻ. Ừ. Bận lắm. Bây giờ làm tối xong mặt mày vậy cô Diệu. Sao? Giờ này mấy nhà rồi đứng hai. Giờ này không có nên, giờ này ông bà ở đó không? Ừ. Đứng hai. Ừ. Ừ. Bây giờ lắc một quẻ xăm đi. Đây. Quẻ xăm hả? Không có tiền tạ đâu nha. Không có tiền tạ đâu. Đắp một quẻ xăm đi, mình sẽ coi thử năm nay làm ăn được không. Đó, đắp một quẻ xăm. Một quẻ xăm. Con sóc ha. Ta đây. Đây là thấy nhưng mà à, một cái hả? Nhưng mà số khác rồi. Ngồi đó mất rồi. Xin số khác không?
số 53. Di hấn. Di hấn có nghĩa là xin kêu. Xin kêu. Di hấn là gì đọc đây không? Tên đó. Ở trên đó cứ cho trả lời không? Nếu không trả lời thì phải là ngân tận khẩu. Gian giá cho kỹ càng nha, tên họ rồi xong rồi mới thả xuống, rồi mình sẽ giải cho rồi. Rồi cho ấp nữa hai cái này mà nếu mà nói gì á là âm quá không được, không được, dương quá không được luôn, không được. Sao cô có hai cái này cũng hay đó, âm một dương như vậy nó đẹp ghê, nó tròn đẹp ghê á. Một âm một dương đó. Bây giờ mình sẽ đưa cho cô đặt cái bảng, mỗi cái số nó đều có bảng không à. Nhưng mà nếu mà mình giải thì có nhiều người họ không tin, họ nói mình tự đặt ra, mình tự mình nói. Còn khi họ đọc vô cái bảng thì họ tin chắc. Hai lá luôn, cây bồ đề ở trên chùa. Nhưng mà đây ta làm gì mà mình coi mà tới mức mà cắt hết tài liệu rồi sao mà người đồng nó cũng hoàn như vậy. Đây, 53 là con số nào? 53. Di hướng nuôi nắng. Di hướng dạy bảo. Có nghĩa là phải qua một người di hướng cho mình. Di hướng là chỉ lại, là gọi những người đã dạy bảo cho mình những cái gì trong công việc làm. Để có một vị nào đó có như là ý kiến gì đó cho mình, góp ý kiến gì di hướng cho mình, dạy bảo mình thì mình sẽ thành công. Vậy à. Mà mình phải nghe. Vậy à. Khi công việc làm của mình chẳng hạn như ví dụ như 3 ngày nữa mình sẽ đi đến một con đường Đông Tây Nam Bắc và mình sẽ đi làm việc thì sẽ có một người nói đi hướng đó. Dạ. Và mình sẽ làm những việc thiện đó. Dạ. Sẽ được thành công. Dạ. Và cái chương trình của mình quay clip video thì mình sẽ được có nhiều người coi. Dạ. Và nhiều người thích mình biết luôn vậy á. Người ta sẽ thấy hình Phi Phi là người ta thích, là người ta mở. Dạ. Mở, người ta chờ. Dạ. Phi Phi lên một cái gì mới và người ta coi được đông. Dạ. Để mà mình thành công vậy á hả. Wow, may quá. Hôm nay mình có một cái này mắt. Con mắt của Phật. Đây là con mắt của Phật. Khi mình coi bói, mình giải xăm, coi chỉ tay của khách, mình đeo con mắt lên. Mắt này sẽ thấy rõ toàn bộ. Và trong khi mình giải cho họ, mình không, khi giải xong rồi mình bỏ qua, mình không nhớ, không có gì biết gì nữa hết. Nhưng trong lúc tiếp xúc trong đây thì mắt này có nghĩa là nói cho mình, khiến cho mình nói những điều tốt, những đúng và những điều đúng cho họ. Dạ. Và họ sẽ tin tưởng, họ sẽ thích. Còn nếu mình nói không đúng hoặc là không những vấn đề là họ cần đó không giải quyết được thì cái rút xong này mình sẽ giải ra 64 quyển của kinh dịch. Là mỗi quyển là một cái điều mình hỏi. Và đây là thuộc về tâm linh cho nên ơn trên sẽ tình cờ giống như một cái xác suất. Tuy là tâm linh nhưng mà rất khoa học. Tại vì cái xác suất nó thống kê á, nó nằm trong xác suất thống kê. Giống như là âm dương này thả xuống, hoặc là âm hoặc là dương, bao nhiêu lần có. Nó cũng là khoa học, không phải mơ tiếng gì đâu. Mỗi khi xong là có một lời giải. Khi mà ơn trên hộ cho mình, tại sao mình không rút số 1 mà mình rút số 2? Đấy là thuộc về tâm linh. Mà tự nó lắc nó lên, nhưng mà mình phải lắc. Biết lắc nó mới lên, không mình biết lắc là lắc hoài. Thì mình lắc á, mình lắp xong rồi tại sao nó không ra cái cây số 1 lại ra cái số 2, số 3. Đây là thuộc về tâm linh. Yeah. Là ơn trên đã cho một cây
nào đó. Và có một lời giải là như cái cây hồi nãy 53 là di hướng, mà mình hỏi về công việc làm ăn thì di hướng có nghĩa là chỉ dạy, bảo lại lời nói đó, di hướng cho mình, và mình phải nghe cái lời nói đó thì sự thành công mới đến. Cô cũng thảnh thôi ha, chị Trang Anh cũng thảnh thôi ha. Bạn của cô mời cô đi. Nếu bây giờ mình thảnh thôi vậy ha, cô Diệu hả? Được, cô có phước đó hả? Có phước ha. Mình ước gì, mình được phước gì. Đúng. So sánh ra người ta có phần phước. Có phước. Người ta có nhà. Đúng. Mình thì chỉ là người ở cái nhà của họ. Thì họ là người hơn mình. Họ lại có bạn bè, uy tín là bạn giàu giàu có với nhau trên. Còn như mình, khi mình tiếp xúc, người ta sẽ nhìn mình, người ta coi thử mình phải có tài sản không? Hay là người không có gì hết? Thì cái sự tiếp xúc nó họ có một cái gì đó. Trừ trường hợp những người họ tin theo tôn giáo, Phật hoặc Chúa, thì họ mới có cái lòng đại bi. À, nhắc năm em nhớ, cô Diệu có biết cúng có ấm chết không? Biết cúng hả? Có một cái chú đó, vô gia cư. Cháu cũng giúp cho chú đó, cũng nói chung là cũng quý chú mấy chú đó lắm. Hai chú mất liên tiếp luôn. Hai người bạn thân. Mà hay lắm nha cô Diệu. Mà lạ lắm nha cô Diệu. Hai người đều cứ mỗi lần, hai người đều là vợ mất hết. Mà mỗi lần nhắc đến vợ là ông nào cũng khóc nức nở. Hai ông giống nhau như vậy. Mà một ông mất đi trước một tuần, ông sau ra đi sau một tuần. Buồn thương bạn đến độ mà ra đi sau một tuần luôn. Giống như rủ nhau vậy ha. Sáng hôm báo, mới sáng hôm qua thôi là cái người thứ hai ra đi. Mà cái người thứ hai là Phật giáo. Cô cúng nó chết được phải không? Được. Bây giờ cô ra cúng với con không? Cúng. À đúng rồi nè, bây giờ tụi con đem một tí xí, tại vì hôm nay là ngày cúng thứ ba. Cho nên là ra đó gian giái cúng. Con với cô ra cúng chú đó. Rồi mình sẽ ra chỗ, cái chỗ mà có người qua lại thoáng thoáng á. Không có chỗ, còn bây giờ cúng rồi. Mình sẽ cúng là... cúng... Hôm nay cô cúng đi. Con cúng hai bữa rồi. Bây giờ hôm nay có cô Diệu cúng đi. Nha. Tại vì con không biết cúng có đúng hay không. Còn cô Diệu biết cúng. Cô Diệu từng ở chùa thì cô Diệu cúng chắc là chuẩn hơn Phi đó. Hả? Cúng đám á. Thì nó theo cái luật của trúng đám ở trong chùa. Còn cái này là mình như cầu nguyện cho họ. Tùy điều kiện. Cô Diệu, cô cúng cái đó dùm hôm nay nha. Rồi. Rồi cái đó là bây giờ cái mà con muốn hỏi cô nè, cái bữa giờ đó, cái medical cô có nhận cái thư nào về không? Chưa nhận cái medical. Còn cái food stamp á là có cái người nào gọi điện cho cô không nói tiếng Việt? Chưa. Cũng chưa luôn hả? Cho nên là ai mà gọi cho cô mà cái số 714 là cô bắt máy nha. Ừ. Thì cái người đó sẽ họ sẽ interview phỏng vấn cô bằng tiếng Việt á, thì cô nhớ bắt máy nha. Thì con tới con nhắc cô như vậy. Chứ nhiều khi số lạ cô không bắt máy, cái nó người ta không gọi cho mình nữa. Nhớ nha cô Diệu, nghe điện thoại nha. Đúng rồi, mình chờ bắt máy. Rồi bây giờ là cái công việc làm á, là cũng có người hỏi con là muốn giúp cho cô việc làm, nhưng mà trả tiền mặt cho cô luôn chứ không có phần phải trả thẻ. Dạ, trả tiền mặt thì nó cũng đỡ. Thì cô có đi làm được không? Được. Khi nào cô đi làm? Làm bên việc gì chứ? Việc chăm sóc người già đó. Được, mỗi ngày trả tiền mỗi ngày. Không, phải làm lâu dài cho người ta chứ. Rồi còn ý nghĩa là người ta trả tiền mặt. Tuần họ trả. Không biết bao lâu, cái đó là mình thỏa thuận với họ sau. Nhưng mà họ sẽ trả tiền mặt thì nó sẽ đỡ cho cô. Thì cô làm lâu dài với họ được không? Được. Được hả? Chứ còn hôm bữa cô nói là cô đi về Việt Nam á, thì khi nào cô đi về Việt Nam? Có lẽ là cô thức 11 cô mới về cuối tháng. Thưa quý vị, hôm bữa là cô Diệu cổ muốn tìm việc làm đó quý vị. Là đầu tiên là cổ muốn tìm việc làm nail hoặc là làm nhà hàng. Nhưng mà sau đó là Phi góp ý với cô là chăm sóc người già, mà già hơn cô Diệu một vài tuổi hay là một số tuổi nào đó thôi. Thì nhưng mà sau đó thì cô Diệu có nói với Phi là cô Diệu tháng 11 đi về. Thì mấy cách đây cũng mấy hôm thì có người hỏi là cô Diệu có việc làm chưa để mà giúp cho cô việc làm. Nhưng mà người ta cần lâu dài. Còn cô làm tháng 11 thì bây giờ hay là để 10. Cô quay lại là chỉ còn tháng mấy nữa là về rồi. Cô Diệu, cái mình kiếm việc làm á nó cũng khó.
mà mình đã có được việc làm là mình phải làm lâu dài. Cho nên là đúng ra là hôm bữa cô phải nói với con là cô tháng 11 cô về. Dạ? Không, nhưng mà cô phải nói với con chứ. Tại vì mình đang nói mọi người có việc làm thì giúp cho cô Phụ, cô Diệu. Đó, cho nên là con không có nghe, con không có biết là cô về tháng 11. Cô nói là thì tháng sau 3 đó. Đi, tháng 3 mình sẽ bắt tay vô. Cho nên là quý vị thì bây giờ rõ ràng là cô Diệu tháng 3, tháng 11 là cô Diệu về Việt Nam và tháng 3 cô quay lại. Thì nếu như mà tháng đó mà quý vị có cần một người chăm sóc cho người thân của mình thì quý vị hãy nhớ email cho Phi Phi tiếp tục lần nữa nha. Còn chắc là em con phải cảm ơn cái cô vừa rồi, rồi nếu cô đợi được tháng 3 thì tốt. Đúng không? Nhiều khi cô quý cô đó thì cô đợi tháng 3, cô muốn giúp cho cô. Còn nếu không thì chị cũng vui vẻ kiếm người khác giùm. Rồi cô Diệu thì tháng 3 mới làm được, cô quay lại Việt Nam, cô quay lại Mỹ. Đúng rồi, khi mà cô kiếm được cái người trong khoảng thời gian này cho cô, nếu mà cô không muốn các bạn thì cô cũng sẽ lại làm bạn với cô. Rồi đến khi nào người đó nghỉ thì cô sẽ ra. Không sao hết. Người đó nghỉ, người ta đã làm rồi, người ta tìm việc làm, nó khó, người ta có việc làm là người ta giữ, người ta làm. Hay là chứ không có nghỉ mà để cho mình vô đâu. Hay là một ngày nào đó họ mắc bận công việc gì lắm, mình sẽ thế một bữa cho họ cũng được. Ý nghĩa là họ cần đi thăm gia đình, hoặc là có chuyện gì cần thiết mà họ phải nghỉ một hai ngày, mình sẽ là người tới thế cho. Dạ, nhưng mà cái đó là cái tạm thời thôi, cái lâu dài thì mình phải kiếm việc làm. Đúng rồi, lâu dài mình có thu nhập. Tháng 3 mình sẽ bắt tay vô. Ok, vậy đó quý vị. Còn cái housing thì đợi họ đợi xếp hồ sơ thôi. Cô ha, thì đợi. Có cái thông tin gì thì con cho cô biết tiếp tục. Đúng rồi, mình sẽ đợi không sao. Phải đợi thôi. Mọi giặt tỷ hết à. Phải đợi thôi, nhưng mà cô còn được ưu tiên đó chứ, mấy người khác họ đâu có được mọi ưu tiên với cô đâu. Đúng rồi, mọi cái trên đời này được tùy duyên. Rồi thì bây giờ bản bác sĩ gia đình đã mở ra coi thấy cô bị khớp rồi. Dạ. Đúng rồi. Bà nói thì bây giờ không có giải quyết. Một tháng gặp lại. Một tháng cô Diệu bữa sau cô có đi quay trở lại, cô phải đi cho nó eo 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 dẻo một chút, giải đò chứ quý vị. Cổ đi cứng cáp như vậy làm sao mà người ta ấy. Có nghĩa là người ta làm đúng thủ tục, cho nên cô Diệu nói là cô đó cũng khó lắm, Phi không nghĩ là người ta khó đâu. Bây giờ mình có người đau ta không á, có kiếm cái chuyện đâu của mình nha. Nếu mình có đau lắm mình cũng không bao giờ lộ cái đau. À, bởi vậy mình sẽ làm nó để khỏe mạnh. Người ta làm đúng thủ tục thôi, phải thủ tục. Chứ, trời ơi, trên cái nửa cái mông của mình này nè, tê. Mình mà đi xa cỡ đó, xe của mình mà không có cái bảng đó cũng gây. Thì bởi vậy thì bây giờ người ta cần cái gì thì cô phải chịu khó cô làm, cô đáp ứng cho người ta thôi. Thì lần này rút kinh nghiệm là đi chân cao chân thấp đi. Mình sẽ nói với bác sĩ là biểu mình đau thành lắm mà giả đò để mà có, tại vì cái tuổi của cô là sinh được rồi. Nó nhưng mà tại vì cô khỏe hơn người ta tưởng cho nên người ta không có làm cho cô thôi à. Người ta biểu mình chụp hình, mình chụp rồi không biết kết quả là sao. Chờ kết quả bác sĩ. Chờ cái đó lâu lắm á, bác sĩ nó gọi mình. Cô hình như mới đây có một tuần thôi mà cô chụp mới một tuần đây. Chụp một tuần. Lâu lắm, nhiều khi tới 2-3 tuần luôn á. Thôi đợi đi chứ có còn hơn không, còn hơn là không có làm là không có ai làm giùm luôn. Có người làm thì hy vọng mình sẽ được, tại nó sẽ được thôi. Nó sẽ được, chỉ là mình đợi nó lâu thôi. Có người thì may mắn hơn một chút, người ta yếu hơn mình thiệt thì người ta nhanh, còn mình khỏe hơn người ta thì mình lâu, người ta phải kiểm tra mình cho đúng thật sự đó. Rồi mình đã làm rồi là trước sau thì cũng phải có, sớm muộn thì cũng phải có. Nên thì cái đó con cũng mong là cô có sớm. Ok, rồi bây giờ nhờ cô ra cúng nha. Cô ăn cái gì chưa? Chưa. Cúng cũng được, sao cúng mẹ vậy đó hả? Ok, vậy mình đi ra cúng một chút. Đi đi. Quý vị bây giờ là đưa cô Diệu vào ăn trước chứ cô đói bụng không là tụng kinh không có hơi. Ăn thay vì tụng kinh trước rồi ăn sau, bây giờ là ăn trước rồi xong tụng kinh sau nha quý vị. Vậy áo quần cô. Can you wait a little bit later?
xíu à. Mà còn ăn từ trước một chút rồi. À trước vậy thôi hả? Ăn như sao có sức tụng kinh. Hôm nay đã đến trước từ 5 giờ. Quen một cái tối ở trước giờ ngủ. Chưa cần ăn cháo thôi. Nấu cháo đó, nấu lên. Cháo gạo lứt đó cô Diệu. Chưa ai tiếp mình hết vậy. Chưa thôi, chưa á. Chưa. 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 Chưa.